Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Mẫu đã trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Cú hích mây sơn màu, tin vui Hurricane. Đề dòng quay xe có thể sẽ gia nhập mu Radford có thể thành đại diện của quỷ đỏ. Và có rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. mu thưởng Ten Hag hợp đồng mới lương khủng. Tờ Mirut loan báo, MU đã nói với Eric Ten Hag muốn thưởng ông bằng hợp đồng mới bởi những ấn tượng và sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng ngay trong mùa đầu tiên ở Old Trafford. Mục đích của việc này là lãnh đạo muốn tăng lương cho chiến lược gia người Hà Lan so với mức 9 triệu bảng trên năm như hợp đồng 3 năm ký vào hè năm ngoái. Bất chấp việc MU đang ra bán câu lạc bộ nhưng các xếp bự hiểu rằng họ cần phải giữ Eric Ten Hag bởi đó chính xác là người có thể đưa đội bóng trở lại đúng chết quỷ rực lửa ngạo nghễ. Tính đến lúc này, sau 46 trận cầm quân MU, Eric ten Hag giành được 33 trận thắng, 6 hòa và 7 thua. Ông cũng đã giúp MU giành được danh hiệu đầu tiên kể từ 2017 và tiếp tục trên đường có thể đạt được cú ăn ba mùa này. Tại mặt trận ngoại hạng Anh, tuy MU đang xếp thứ ba nhưng Eric ten Hag thừa nhận đội vẫn còn một khoảng cách để chinh phục ngôi vương mùa này nên cần bổ sung thêm để chinh phục danh hiệu vào năm sau. Như vậy có thể thấy MU sẽ dồn sức vào Europa League, FA Cup cũng như đảm bảo xuất vé dự cúp C1 mùa tới. Cú hích Mason Mount tin vui từ Hurricane. ESPN tiết lộ, MU đang xem xét việc ký hợp đồng với Mason Mount vào mùa hè này, ngược lại Chelsea chấp nhận để Mount ra đi nếu nhận đủ 50 triệu bảng đặt lên bàn đàm phán. Tờ Quát khẳng định việc Mao rời Chelsea vào mùa hè này được đánh giá là rất có khả năng xảy ra. Lý do là các cuộc đàm phán hợp đồng tại Sao tiếp tục bị đình trệ, một quá trình mà Grand Ham Potter nhiều lần mô tả là phức tạp. The Blue buộc phải bán Mao vào hè này thay vì có nguy cơ mất trắng vào năm 2024. Bên cạnh đó theo tiết lộ của báo chí Anh, nội bộ Tottenham hoàn toàn rối loạn sau những phát biểu như mất trí của huấn luyện viên Conte. Với bối cảnh hiện tại thật khó để đội bóng Bắc London giữ chân tiền đạo Hurricane, Conte phát biểu: "Chúng tôi chỉ là 11 cầu thủ bước ra sân, tôi chỉ thấy những cầu thủ ích kỷ, không hề muốn giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, không dốc hết tâm huyết và không thi đấu bằng cả trái tim." theo lý giải của conte sở dĩ đội bóng của ông mất điểm là bởi tinh thần thi đấu tồi tệ của các cầu thủ hơn ai hết harry kane có lẽ sẽ phải chịu trách nhiệm cho kết quả và cơn thịnh nộ của conte bởi lẽ anh là người đeo băng đội trưởng là thủ lĩnh trên sân nhưng tiền đạo người anh đã không thể vực dậy tinh thần giúp gai chống bảo vệ thành quả theo đánh giá của tờ manchester evening news đây là thời điểm vàng để mu giật thủ quân tottenham trong phiên chợ hè kane bước vào năm cuối cùng hợp đồng và anh có quyền được ra tối hậu thư với tottenham chỉ cần tiền đạo người Anh kiên quyết rời đi, chủ tịch Daniel Levy phải nhượng bộ, bằng không đội bóng Bắc London sẽ mất trắng trên suốt số một lịch sử câu lạc bộ. Do vậy, cơ hội cho mộ Hurricane của MU trở nên tươi sáng. Bản thân Kane sau 10 mùa giải chơi cho đội một Tottenham mà không giành được bất cứ danh hiệu nào đã quá chán trường. Trong khi đó đội bóng dưới trướng Erik Ten Hag tiến bộ không ngừng trong thời gian qua, lúc này MU về cơ bản chỉ còn thiếu một trung phong ở đẳng cấp thế giới, điều mà Kane đã luôn thể hiện trong suốt những năm qua. Ký giả Nadeau bao tin rằng cây là mảnh ghép hoàn hảo tham vọng chinh phục ngoại hạng Anh của MU. Đề rong quay xe, nói thẳng việc gia nhập MU. Có thông tin cho rằng Quỷ Đỏ sẽ quay lại thực hiện thương vụ Đề rong trong hè 2023, nhưng cầu thủ này liên tục nhấn mạnh, tôi rất hạnh phúc ở Bắc Gia. Tôi hy vọng sẽ ở lại Bắc Gia trong nhiều năm. Tôi luôn mơ ước được khoác á Bắc Gia và tôi muốn gặt hái thành công ở đây. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Tuy nhiên mới đây, Đề Jong lại khiến tất cả ngỡ ngàng khi phóng viên Zico Sport đặt câu hỏi bạn sẽ không gia nhập MU vào mùa hè, đúng không? Đề Jong gây choáng. Không, tôi không nghĩ vậy, bạn không bao giờ biết điều gì tất nhiên, nhưng tôi hạnh phúc ở Bắc Gia. MU đối mặt với lịch thi đấu tra tấn MU đã có 13 tuần liên tiếp thi đấu vào giữa tuần do họ góp mặt đủ ở tất cả các đấu trường là League Cup, FA Cup và Europa League. Cộng thêm với việc họ về nhì bảng ở Europa League, MU phải đá loại gặp Bắc Gia nên chuỗi tuần được kéo dài. Sau trận gặp Fulham vừa qua sẽ là đợt tập trung đội tuyển quốc gia nên về cơ bản MU được nghỉ. Nhưng nhiều cầu thủ của họ vẫn bay về nước phục vụ đội tuyển, khi trở lại họ sẽ đá vào giữa tuần thêm ít nhất 4 tuần nữa. Hai trận gặp Sevilla ở tứ kết Europa League, các trận đá bù ở ngoại hạng Anh gặp Brighton và Chelsea. Nếu vào tận bán kết hay thậm chí chung kết Europa League thì MU sẽ có thêm 3 đợt đá giữa tuần nữa, như vậy tới hết mùa giải họ sẽ không có giữa tuần nào được nghỉ. Đó sẽ là một mối lo rất lớn về lực lượng MU lúc này vốn đã phải đá khá nhiều trong mùa giải này. Lịch sử thi đấu dồn cục do World Cup diễn ra cuối năm, dương lịch, sự kiện nữ hoàng qua đời và đội bóng đi sâu vào ba đấu trưởng cúp. Trong số những cầu thủ đá nhiều nhất của MU thì trường hợp nổi bật nhất sau là Bruno Fernandes, người có sức bền tuyệt vời. Nhưng kịch bản quen thuộc từ khi anh tới Old Trafford là dấu hiệu kiệt sức ở cuối mùa khiến phong độ suy giảm. Mùa này, Erik Ten Hag không quá dựa dẫm vào Fernandes trong cách vận hành hệ thống của MU so với các huấn luyện viên khác, nhưng đá quá nhiều thì rồi cũng sẽ đến lúc chân chán bóng. Chưa kể MU đã có nhiều tổn thất lực lượng xuyên suốt mùa giải, đặc biệt là ở tuyến giữa. Van der Beek nghỉ hết mùa, còn Eriksen thì đang chờ trở lại tầm tháng sau. Những Fred, McTominay và Casemiro đều đã vắng mặt đứt quãng vì cả chấn thương lẫn thẻ phạt. Eriksen là đáng tiếc nhất, bởi có anh thì Ten Hag mới có điều kiện để cho Fernandes nghỉ một số trận. Cuộc chiến top 4 có lẽ không đáng lo vì Newcastle, Tottenham và Liverpool quá thiếu ổn định và MU vẫn sẽ có thể lê lết tới các danh hiệu bằng nghị lực. Vấn đề nằm ở chính là mùa giải tiếp theo. Hãy nhìn điều gì sẽ xảy ra sau khi Liverpool mùa trước cố đua ăn 4. Bradford có thể trở thành gương mặt đại diện của quỷ đỏ. Theo Daily Star, MU đang nóng lòng giữ chân ngôi sao trưởng thành từ lò Carrington mà có Nếu gật đầu với đề nghị mới, có thể Bradford sẽ trở thành người hưởng lương cao nhất MU. Phóng viên The Hamlet đã nói với Giverme rằng Rafford yêu thích MU và muốn ở lại sân Old Trafford. Trong khi đó, nhà báo Steve Bates cho biết Rafford có thể trở thành gương mặt đại diện của quỷ đỏ sau khi Ronaldo rời đi. Bates nói với Giverme với việc Ronaldo đã ra đi, tôi nghĩ Rafford có thể là bộ mặt của MU. Cậu ấy có thể là gương mặt đại diện cho MU trong vài năm tới. Cậu ấy còn trẻ, là một cầu thủ tấn công, chơi cho đội tuyển Anh và là một cầu thủ năng động. Kể từ khi Erik Ten Hag đến với MU, phong độ của Rashford đã được cải thiện rõ rệt. Anh ghi được 24 bàn thắng và 6 kiến tạo trên mọi đấu trường. Erik Ten Hag rõ ràng rất muốn Rashford cam kết lâu dài với câu lạc bộ. Cặp bài trùng bom tấn của MU nhận cái kết đắng nhất sự nghiệp. Theo thông tin cập nhật mới nhất từ chuyên trang thể thao Football Insider, Harry Maguire chuẩn bị được cho lên kệ sau nhiều màn trình diễn liên tiếp không đạt kỳ vọng kể từ đầu mùa giải năm nay, Bam tấn chuyển nhượng của MU không thể cạnh tranh một suất đá chính thường xuyên cùng bộ đôi Varane, Lisandro. Thay vào đó, anh chỉ là phương án say tua ở các giải đấu cúp của Ten Hag. Chính vì thế, ban lãnh đạo câu lạc bộ đang lên kế hoạch sẽ bán Harry Maguire ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Kế hoạch của đội chủ sân Old Trafford là rất rõ ràng khi họ muốn thanh lý các ngôi sao đã không còn thường xuyên được trọng dụng nhằm tiết kiệm ngân sách để tái đầu tư vào các thương vụ chất lượng hơn. Mặc dù tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề đối với MU, nhưng việc bán các cầu thủ đã không còn được trọng dụng quá nhiều cũng là một phương án tốt để tích tiểu thành đại cho các dự án trong tương lai. Ngoài trường hợp của Maguire, Victor Lindelof cũng đã bị đưa vào diện thanh lý ở kỳ chuyển nhượng hè tới. Trung vệ người Thụy Điển cũng không có thời gian thể hiện quá nhiều ở mùa giải năm nay, nên việc xem xét so với về một vụ trao đổi ở hè tới là có cơ sở. Nhiều thông tin cho rằng MU đang lên kế hoạch đổi người với câu lạc bộ Inter Milan với Denzel Dampai sẽ gia nhập Old Trafford ở chiều ngược lại. Những thông số qua đi Maguire ở mùa giải này mang một sự tương phản rất lớn so với các mùa giải trước đấy. Mặc dù là đội trưởng của câu lạc bộ, Maguire chỉ ra sân 23 lần trong số, tổng số là 1.086 phút ở mùa giải này. Trong khi Lindelof chỉ có 1.397 phút sau 21 lần ra sân, đó là một sự tương phản rõ rệt so với những trận đấu thường xuyên của họ dưới sự quản lý của Ole Solsa quay và Linda lớp thường là bộ đôi trung vệ được lựa chọn đầu tiên của người Na Uy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này, nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.